Chào các bác nhé. Bây giờ là buổi chiều của ngày 18 tháng 5 năm 2021. Buổi chiều hôm nay em tiếp tục lại giới thiệu cho các bác một con điều hòa của dòng Panasonic. Con này là 16.000 BTU. Đấy. Con này thì đầy đủ những công nghệ. Máy thì hình thức còn khá là mới. Có mặt dâng auto clean rộn ràng. Và có nano cảm biến thân nhiệt. Đầy đủ tất cả những tính năng của dòng máy VIP. Đấy, em bật lên ngoài cho bác xem nhé. Và có mắt camera. Đấy, bác xem này, con máy khá là còn đẹp. Đấy, khi em bật ra thì cửa gió sẽ mở và nó sẽ dâng lên. Đấy, và có vệ sinh bằng dàn tự động, tức là bằng robot ấy. Đầy đủ công nghệ luôn. Đấy, bác xem này. Thì con này thì chạy bằng dòng điện 200V. Đấy, các bác nào là thích máy không qua phải qua đổi nguồn thì dùng con này. Con này thì các bác có thể dùng được phòng từ 25m² đổ về. Nếu mà chúng ta muốn khỏe thì chúng ta có những phòng 18-20m hoặc 16m cũng được. Bởi vì cái này thì nó không phải qua trực tiếp chạy chữ ăn trực tiếp điện 200V và chạy trực tiếp vào điện 220 của chúng ta được. Không phải qua đầu đổi nguồn như những dòng máy 12.000 đổi về, các bác bắt buộc phải có đổi nguồn. Đấy. Máy này em chưa kết nối cho nên nó sẽ báo lỗi từ khi là chúng ta không có cái kết nối giữa cục nóng và mặt nặng. Vâng ạ, buổi chiều ngày hôm nay thời tiết khá là oi. Đấy, trong nhà em là 30 độ thì cảm giác này rất oi luôn. Đấy, bác nào quan tâm về điều hòa thì đã nóng lực rồi. Giới thiệu các con này. Đầy đủ công nghệ luôn. Cùng con máy rất là hầm hố khi nó bật lên. Chạy rất là trâu bò. Khỏe, cục nóng to nha các bác nhé. Và em bán tất cả các loại máy đều là máy đồng bộ và không sơn lại. Không sơn lại vỏ. Đấy. Em bán toàn quốc và không bao ship. Đấy. Đầy đủ những cái công nghệ. Với những cái con như này thì các bác ăn rất là tiết kiệm điện, 2 chiều inverter và đầy đủ tất cả những cái tính năng mà dòng máy mà ở Việt Nam mình chưa bao giờ có được. Thì đây thực sự đây mới là những cái điều hòa, bởi vì máy của chúng ta thì em các bác cũng biết rồi, nhà em trước em cũng dùng một con máy điều hòa Việt Nam của chúng ta, nó lạnh rất là khó chịu, lạnh khô, và khi chúng ta dùng trong phòng thì các bác vẫn phải cần hỗ trợ. Nhà nào vừa có điều kiện thì các bác có thể dùng những cái máy bùa, còn không thì bắt buộc phải có một chậu nước, không cảm giác bù dậy rất là khô họng. Nhưng với những cái tính năng máy của dòng điều hòa Nhật thì nó khác với của chúng ta rất là nhiều. Đấy, các bác nhé, con này khá là đẹp rồi. Vậy bác nào quan tâm mấy con điều hòa Pana mắt liếc đầy đủ những cái công nghệ 16.000 BTU chạy điện 200V thì liên hệ với em con này. Rồi, vâng, xin chào các bác nào có nhu cầu liên hệ.